Công an thị xã Mỹ Hào vừa kịp thời điều tra bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó ngày 12 tháng 3, Công an thị xã Mỹ Hào tiếp nhận hồ sơ giải quyết vụ việc có dấu hiệu trộm cắp hai xe máy Wayanfa của hai người dân tại khu chung cư Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân có tổng trị giá 24 triệu đồng. Qua kiểm tra xác định, Hoàng Đức Mạnh sinh năm 2003 và Nguyễn Quang Trung sinh năm 2006 cùng chú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Ngoài ra, Mạnh cùng đồng bọn đã thực hiện 5 vụ trộm cắp 6 chiếc xe Honda Wayanfa trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2013 đến ngày 7 tháng 3 năm 2024 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và nhiều vụ trộm cắp khác tại Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Sau khi trộm cắp xe, các đối tượng đều bán cho Nguyễn Công Hòa, sinh năm 2000, trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Công Hòa về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.